Ở hậu Thảo Nhi làm điều xúc động với bệnh nhân ung thư vú. Với vai trò đại sứ mạng lưới ung thư vú Việt Nam, Á hậu Thảo Nhi công bố loạt hoạt động ý nghĩa cho năm 2023. Á hậu Lê Thảo Nhi chính thức đảm nhận vị trí đại sứ cho mạng lưới ung thư vú Việt Nam, Breast Cancer Network Việt Nam, gọi tắt là BCNV. Được biết, BCNV là một dự án được khởi xướng bởi bà Thương Sobi 1982 đến 2015, một bệnh nhân ung thư vú giai đoạn 4. Hoạt động không vì lợi nhuận và được chuyển đổi trở thành doanh nghiệp xã hội từ năm 2018. Đây là tổ chức tiên phong và tập trung thực hiện các hoạt động về ung thư vú tại Việt Nam với một tầm nhìn không một ai tại Việt Nam. Chết vì sự thiếu hiểu biết và giúp đỡ khi phải chiến đấu với căn bệnh ung thư vú. Để lan tỏa thông điệp về chiến dịch này, Thảo Nhi Lê đã mời những người bạn thân thiết tham gia một bộ ảnh quảng bá. Trong suốt ảnh này, mọi người đều mặc trên mình chiếc áo Best Friends chơi chữ lại từ cụm Best Friends như một lời kêu gọi phái nữ hãy yêu thương và trân trọng vòng một của mình, như cách mà chúng ta đối xử với một người bạn thân. Bộ ảnh này có sự tham gia của loạt nghệ sĩ, Tower, người có sức ảnh hưởng được giới trẻ yêu thích như Giang ơi, Dino Vũ, Gigi Hương Giang, Ngô Bảo Ngọc, Hana Giang Anh, Đỗ Nhật Hà, Amandine, Brian Trần, Côn Mê Duy, ABG Tina, Julia Đoàn. Đặc biệt, bộ ảnh còn có sự xuất hiện của các bệnh nhân ung thư vú để cùng nhau truyền tải thông điệp Strong Together. Nói về cột mốc này, Lê Thảo Nhi chia sẻ, bên cạnh vẻ đẹp ngoại hình, Nhi mong muốn nâng cao nhận thức của phụ nữ Việt Nam về sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần. Khi đối diện với bệnh tật, chúng ta thường có xu hướng tự thu mình lại, nhen nhóm trong đầu những suy nghĩ tiêu cực và nghĩ rằng bản thân đơn độc trên hành trình này. Tuy nhiên, Nhi muốn mọi người biết rằng bệnh tật là thứ chúng ta có thể không kiểm soát được, nhưng thái độ sống, tinh thần sống hoàn toàn là những thứ mình có thể điều chỉnh và thay đổi. Có một nhận thức đúng, bất kỳ hành trình nào cũng sẽ trở nên dễ dàng và đỡ nặng nề hơn. Nhi và BCNV muốn trở thành những người bạn gần gũi, yêu thương và quan tâm mọi người từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nhi và BCNV luôn ở đây vì bạn.